Chào mừng quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Vlog Miền Núi. Trong hành trình khám phá, hôm nay em sẽ đi bắt cua các bạn nha. Còn hành trình bắt cua như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng xem và theo dõi. Nước ở đây thôi các bạn ạ. Em sẽ tắt ở đây. Đó, ở đây có hai nhánh nước này, một nhánh đi sang bên kia và một nhánh sang bên này, em sẽ tắt ở đây luôn. Các bạn ơi, bây giờ em cũng đã tắt xong cái chỗ này rồi. Và em tắt một đoạn này thôi, ngắn ngắn thôi các bạn ạ. Ngắn tún thôi nhưng mà không biết là nó có cua hay không nữa. Bây giờ em sẽ tiến hành mò xem có cua không nhá các bạn nhá. Em đã bắt được một con này. Đó, một đoạn ngắn ngắn thôi em cũng bắt được một con cua này. Vậy em sẽ đi xuống dưới kia để xem dưới kia có được không nhá. Đây, cua rừng đây. Rồi em sẽ đập nó chết đã. Đấy bạn, con này rất là to luôn. Đấy, bây giờ em sẽ đập cho nó chết, không nó cắn tay đấy. Lấy đá đập nó chết đã. Đây, chết rồi các bạn ơi. Em cho vào cái túi bóng này nhá.
Lại một con nữa rồi. Đây. Rất là lắm cua luôn. Bây giờ em mới phát hiện ra khe suối này rất là lắm cua luôn các bạn. Một con rất là to ở đây nữa các bạn ơi. Ôi trời đất ơi. Cái khe suối này em bắt chưa đầy 1 mét mà được gần 10 con rồi. Ơi. Chưa đầy 1 mét mà nó gần 10 con cua bạn ạ. Lắm cua kinh khủng luôn. Con này càng to hơn nữa. Đây này. Tuyệt vời quá. Đập chết luôn á. Đây này, con này thì tuyệt vời rồi. Đây các bạn ơi. Em không phải bắt được cua mà bắt được cả ếch luôn các bạn nha. Cả cua và ếch luôn. Đấy. Con ếch này khá là to này các bạn này. Đây này. Đó, đây là ếch nước nha. Ếch nước ở trong khe suối này đó. Em sẽ mang về để làm cùng với lại cái món cá à, món cua này luôn nhá. Bây giờ em thấy có một cái hòn đá ở đây. Các bạn này em thấy có một cái ba cái lỗ ở đây các bạn. Có ba cái lỗ cua ở đây nhá. Em sẽ đào đây chắc chắn sẽ có con cua. Nó nằm bên dưới cái hòn đá này này. Sẽ nhẹ nhẹ thôi. Nhấc bằng đá lên luôn. Để im xem lát con cua nó chạy ra không nhá. Chắc chắn là nó sẽ có con cua ở trong này các bạn. Đây giờ các bạn thấy chưa? Một con rồi. Khi có hai ba con ở trong này đấy. Ôi con cua chạy ra này. Đây các bạn này. Được một con chạy ra này. Thêm con nào nữa không? Các bạn ơi, sau một hành trình bắt cua cũng khá là lâu, gần một tiếng các bạn ạ. Chỗ này gần 5 lạng rồi. Cái này chắc cũng được tầm 5 lạng. 5 lạng đó các bạn ạ. Một con ếch với lại còn lại là cua hết. Tiếc là con khe suối này không có cá các bạn ạ. Đấy, và bây giờ thì sẽ chuẩn bị đi về thôi. Trời cũng muộn rồi. Đi về để xử lý cái món này thôi. Đấy, bây giờ trời thì cũng sắp tối rồi, chuẩn bị đi về. Các bạn quan tâm theo dõi video của mình thì đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nhé. Tập tiếp theo mình sẽ nướng cái cua này trên đá chứ không phải là xào hay là rán cá nhé, rán cua nhá. Mình sẽ nướng ở trên đá các bạn nhé. Ai quan tâm theo dõi thì hãy nhớ bấm cho mình nút đăng ký và like và share video cho mọi người cùng xem. Đây là cái cách sinh tồn ở trong rừng sâu các bạn nhé. Và bây giờ xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những cái video tiếp theo nhé.